tỷ lệ thắng rất là cao. Clan ACE. Rồi, không được. Vẫn không được. Mình cần căn chỉnh sao luôn. Được, từ từ. Lệch một nhịp là được. Chưa được. Đây rồi. Vẫn muốn chơi vậy à? Lại một lần nữa. Rồi, quyết định. Vẫn quyết định chơi như này như gì. Rồi, xịt rồi. Vật tường cũng được khống chế. Đơn giản. Chưa còn lỗ. Quái nào mà nó đấy. Từ từ. Bây giờ tôi xong rồi. Bực mình nhỉ. Vẫn cố chơi kiểu này. Một lần rồi mà vẫn lần mình vẫn cố chấp. Mày lại tiếp tục rất cố chấp. Khống chế là chết. Rồi. Khống chế là chết. Nhanh thật đấy. Tóc ý mà nó vẫn bắt kịp mà bắn mình. Một. Ok rồi. Vẫn thắng.
bắt chân đi ngay. Bây giờ không được rồi, nó dây kinh quá. Ngoài phương sao tím, cái ghế cũng phun. Chắc không? Vẫn được. Lần tiếp theo sẽ chết. Đâu rồi, đây rồi. Chết. Ok. Bị dẫn trước 6 điểm này. Sẽ khó lắm đây. Không kịp rồi. Thấy nhỉ? Đâu rồi? Ở bên trái, bên phải. Rồi rồi rồi, ít clip. Từ từ. Rồi, không được. Từ từ, đi đi. Sát mà sẽ không ra sai. Lấy khoảng cách. Rồi, không được rồi. Rồi, mẹ. Mẹ được, từ từ, bình tĩnh. Mình cần có khoảng cách. Rồi, đây rồi. Rồi. Mình không xong rồi. Lại mini gun. Xây cái kia đi. Bình tĩnh thường. Không để con này không cháy được. Rồi. Đau thế. Nó quyết chơi mình à. Mày mày nắng quá. Để xem nào. Để xem nào. Chắc chắn sẽ lại đến kia lần nữa. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Đâu rồi? Vẫn chưa thấy. Kia rồi, có điện rít kia rồi, chắc chắn rồi. Rồi, kia rồi. Lần hai. Ồ, bị con chê này. Không được rồi. Bị vật cản chơi rồi, mình không bắn được. Để đuôi rồi. Ổn đau thế. Đây rồi. Phía sau này. Vướng quá, không bắn được. Vướng quá. Thua rồi. Không đủ sát thương. Đau thế. Thua rồi. Lại gặp nhau à? Chắc chắn sẽ ở bên kia. Chưa thấy ở đâu. À, cũng ghê đấy. Đổi lối di chuyển rồi cơ. Bắt bài ngờ lại mình ấy mà. Chết.
cho khó gấp về bạn khó bắn quá. Rồi bị tiêu diệt rồi. Không chơi đi. À, quyết định là đổi vị trí tấn công rồi à? Đây, tàn hình, à, tàn hình đi gì à? Rồi, rất tiếc, nó không phải là một sự lựa chọn hoàn hảo. Đấy rồi, rồi lại đi ra bên kia đấy. Làm gì có 282 lần trên một dòng sông cơ chứ. Để xem nào, rốt cuộc là như nào đây. Đây rồi, cái săn mồi trở thành con mồi bị săn đuổi. Không được rồi, bình tĩnh, nó chỉ là một con Eclipse thôi. Đây rồi, rồi này cố gắng này, làm gì mà có hai lần. Có định tiếp hay không? Rồi vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục. Hai lần vậy là đủ chưa? Không chơi đi. Rồi, khó chịu quá. Chắc không có rồi. Vậy thì bây giờ đến lượt mình. Đây rồi, thử cảm giác bị cắn trộm xem như thế nào nhé. Tàn hình này, bất ngờ chưa? Chơi người ta cho đã và thôi, trận này thua rồi. Thua rồi, để xem là có lần nữa hay không. Rồi, kia rồi. Rồi, chết rồi. Một hit. Lao lên là chết. Nó sẽ không thể khống chế mình được. Chỉ là như vậy, lao lên này. Quyết định như vậy ư? Hơi khó ăn một chút. Nhiều mặt cản quá. Đây rồi, lại tiếp tục à? Mình phải giữ khoảng cách. Nó là một con sớt. Để xem nào, đứng như vậy à? Có chắc là vậy không? Không có để cho nữa. À, quyết định ra mini gun rồi. Cũng phải thôi, không tiếp cận nổi mình mà. Mọi con bài đều đã thử rồi. Eclipse không thể khống chế cũng đã dùng rồi. Sớt để khống chế mình thì cũng đã dùng rồi này. Cơ bản là không thể tiếp cận được mình. Vậy nên đã bỏ cuộc rồi à? Vậy đó.